Triệu Lệ Dĩnh và Doàn Cát hạnh phúc đến vạn gia sau kẻ diễn xuất. Ngay khi mới lên sóng, bộ phim Hạnh phúc đến vạn gia do Triệu Lệ Dĩnh diễn chính đã nhận được nhiều sự chú ý quan tâm của đông đảo khán giả. Chúng tôi cũng theo dõi tác phẩm này và xin được đưa ra đôi lời nhận xét về diễn xuất trong phim nhé. Đầu tiên chúng tôi sẽ giới thiệu sơ sơ về nội dung phim trước. Hạnh phúc đến vạn gia được cải biên từ tác phẩm Vạn gia tố tụng của Trần Nguyên Bân, xoay quanh cô gái có tên Hà Hạnh Phúc Triệu Lệ Dĩnh thủ vai. Sau khi gả đến Vạn Gia Trang, nàng thu nữ này liên tục đối đầu với những bất công, định kiến cổ hủ, khiến cho hôn nhân, gia đình, tình yêu, tình thân không ngừng gặp thử thách. Hạnh phúc đến vạn gia do đạo diễn đình đám Trịnh Hiểu Long cầm trịch, lại có thêm sự góp mặt của biên kịch tài năng Triệu Đông Linh. Vậy nên bộ phim này được khán giả kỳ vọng rất nhiều. Sau khi xem những tập đầu của Hạnh phúc đến vạn gia, chúng ta phải dành cả ngàn cái like cho dàn diễn viên gạo cội với diễn xuất tinh tế, giàu sức giãn, khiến dân tình được phen mãn nhãn. Chẳng hạn như bí thư thôn Vạn Thiên Đường Lưu Uy với dáng vẻ uy nghiêm, cách nói năng cử chỉ khí phách, dù đến muộn trong hôn lễ nhưng vẫn tạo ra cảm giác bề trên. Cha mẹ chồng của Hạnh Phúc là những người khác họ thấp cổ bé họng, sống trong Vạn Gia Trang, chỉ có thể thỏa hiệp nhân nhượng, mong được đứng vững gót chân trong chốn thôn quê còn nhiều lạc hậu này. Trong đó Vương Hữu Đức, cha chồng Hà Hạnh Phúc do nam diễn viên Trương Hỷ Tiền thể hiện, là một nhân vật khá phức tạp, chỉ có thể ra vẻ uy nghiêm trước mặt con cái, còn khi gặp người khác thì lộ bản chất yếu đuối, sợ phiền toái, khiến chúng tôi chỉ thấy đáng thương. Lâm Quý Chi Chỉ Bồng, mẹ chồng Hà Hạnh Phúc thì khéo đưa đẩy hơn, muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác, nhưng vì sự yếu mềm của chồng mà không cứng lên nổi, chỉ biết chịu thiệt khi sống trong Vạn Gia Trang. Ngoài ra còn nhiều nhân vật phụ ít đơn diễn khác trong Hạnh Phúc đến vạn gia cũng được khán giả khen ngợi hết lời vì diễn xuất tinh tế nữa đó. Là nhân vật chính trong Hạnh Phúc đến vạn gia, Triệu Lệ Dĩnh chắc chắn là đối tượng được công chúng soi nhiều nhất. Nhìn chung thì chúng tôi thấy nữ hoàng rating CBiz đã nỗ lực khá nhiều cho tác phẩm này, chẳng ngại mặc trang phục hai lúa, không dùng các filter chỉnh sửa, lộ mặt mộc không hoàn hảo trước mắt thâm quầng, có dấu hiệu lão hóa trước ống kính. Thế nhưng nói sao nhỉ, chúng tôi thấy diễn xuất của Lệ Dĩnh vẫn bị nét vế một chút so với dàn diễn viên thực lực. Ngoài những phân cảnh bùng nổ khi thể hiện sự tức giận đậm chất giang hồ, thì ở những đoạn cần chuyển biến tâm lý nhẹ nhàng hơn, cô nàng xử lý chưa ổn cho lắm. Như trong ngày tân hôn chẳng hạn, trông Lệ Dĩnh chẳng hề vui vẻ, hoan hỉ tẹo nào, cứ như bị ép hôn. Thế nhưng qua đoạn trò chuyện của nhân vật Hà Hạnh Phúc với em gái thì rõ ràng, cô và ông xã có yêu nhau rồi mới quyết định về chung một nhà. Chúng tôi đang băn khoăn không biết đây có phải một tình tiết ẩn, ám chỉ cuộc hôn nhân này có ẩn tình hay là vì Triệu Lệ Dĩnh diễn chưa tới. Cũng thuộc thế hệ 8X, nam diễn viên Đường Tăng và Vương Khánh Lai, chồng của Hạnh Phúc, cũng chưa gây được ấn tượng với chúng tôi, bị các bậc tiền bối hoàn toàn áo trình. Chỉ có thể nói là cặp đôi màn ảnh Lệ Dĩnh Đường Tăng đều bị lép vế một chút với dàn diễn viên thực lực của Hạnh Phúc đến vạn gia. Trong số những diễn viên 8X của phim thì Vạn Truyền Gia Tào Trinh lại được khen ngợi. Trong cảnh náo hôn, tài tử này đã lột tả hoàn hảo hình tượng nhân vật cậu ấm nhà bí thư thôn kiêu ngạo ngông cuồng, khiến chúng tôi chỉ muốn ghét lây. Đặc biệt trong phân cảnh giở trò với em gái Hà Hạnh Phúc, Tào Trinh còn diễn đạt tới mức bị nghi là nhân cơ hội đụng chạm bạn diễn Trương Khả Doanh. Cũng may người đẹp họ Trương đã lên tiếng minh oan cho Tào Trinh rồi nhé. Người đẹp 9X Trương Khả Doanh dù tuổi đời lẫn tuổi nghề còn ít, nhưng lại được đánh giá rất cao trong Hạnh Phúc đến vạn gia. Trong phim Trương Khả Doanh và vai Hà Hạnh Vận, cô sinh viên mới ra trường ngây thơ nhu nhược, vừa đi làm phù dâu trong hôn lễ chị gái lại chẳng may gặp phải dâu xanh. Vẻ sợ hãi hoảng loạn bất lực mà nữ diễn viên họ Trương thể hiện trong phân cảnh này khá là ấn tượng, thậm chí còn lọt thẳng vào top tìm kiếm trên mạng xã hội. Có thể thấy được Doàn Cát của Hạnh Phúc đến vạn gia ẩn giấu rất nhiều gương mặt tài năng. Trước mắt Triệu Lệ Dĩnh và Đường Tăng có phần hơi lép vế một chút, nhưng chúng tôi hy vọng là trong những tập tiếp theo họ sẽ có sự bứt phá trong diễn xuất và khiến dân tình được mãn nhãn. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.